Giáo sư Nguyễn Văn Đạo sinh ngày 10 tháng 8 năm 1937, mất ngày 11 tháng 12 năm 2006 tại xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Ông là nhà cơ học của Việt Nam với trên 100 bài báo khoa học trong và ngoài nước, trong đó có 42 bài đăng ở các tạp chí khoa học uy tín quốc tế, 2 cuốn sách in ở Hà Lan và Ukraine. Say mê học toán từ khi còn là cậu học trò lớp 6 trường Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ. Năm 1954, sau khi tốt nghiệp trung học, ông Nguyễn Văn Đạo quyết định theo học ngành toán tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 1957, ông tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, rồi được phân công dạy môn cơ học lý thuyết tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong hồi ký, ông chia sẻ: "Tôi nhớ ngày mới tốt nghiệp ngành toán Đại học Sư phạm Hà Nội cách đây 40 năm, khi vừa tròn 20 tuổi, cầm trên tay cuốn sách chuyên khảo bằng tiếng Nga, phương pháp tiệm cận trong lý thuyết dao động phi tuyến do Bogoliubov và Mitropolsky viết mà không hiểu được những vấn đề sâu sắc trình bày trong sách. Chỉ có điều tôi thích cuốn sách đó và đặt quyết tâm phải học bằng được tiếng Nga, phải tự bổ túc thêm kiến thức toán, đặc biệt là phương trình vi phân. Phải tự học vì khi đó không có thầy, và lại chúng tôi phải tham gia giảng dạy một môn học mới chưa được học ở trường, đó là cơ học lý thuyết. Công việc giảng dạy bước đầu gặp khó khăn. Bộ môn cơ học lý thuyết khi đó gồm toàn những cán bộ trẻ, tuổi đời từ 20 đến 23 và chưa có ai được học qua giáo trình cơ học tại nhà trường. Ông Nguyễn Văn Đạo cùng đồng nghiệp dành nhiều thời gian soạn giáo án với phương châm vừa tự học vừa dạy. Sau 3 năm phấn đấu quyết liệt, công tác giảng dạy đã đi vào nền nếp. Lúc này, ông Nguyễn Văn Đạo mới nghĩ đến nghiên cứu khoa học, một công việc hoàn toàn mới lúc bấy giờ. Năm 1962, ông Nguyễn Văn Đạo được cử sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh. Giáo sư Tạng Quang Bửu đã viết một lá thư tay bằng tiếng Anh giới thiệu nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Đạo với viện sĩ Kononenko. Vì thế, ông nhanh chóng được tiếp nhận vào khoa toán cơ Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow. Sau 2 năm làm việc dưới sự hướng dẫn trực tiếp của viện sĩ Kononenko, nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Đạo đã bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ với đề tài dao động và ổn định của các hệ động lực với các bộ giảm chấn. Năm 1965, ông Nguyễn Văn Đạo về nước đúng thời điểm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sơ tán lên Lạng Sơn. Trong điều kiện chiến tranh, thiếu thốn tài liệu, đói rét, nhưng ông vẫn dành ra mỗi ngày 14 tiếng cho các vấn đề về chuyên môn. Các kết quả nghiên cứu đạt được, ông gửi công bố trên các tạp chí khoa học ở các nước với mục đích nhận được sự đánh giá chính xác. Năm 1976, ông Nguyễn Văn Đạo được cử đi thực tập sinh cao cấp ở Ba Lan. Với tinh thần chủ động, ông chuẩn bị sẵn từ trong nước bản luận án tiến sĩ khoa học hoàn chỉnh, dày 500 trang với nhan đề "Kích động thông số dao động phi tuyến của các hệ động lực". Đó là kết quả của những năm tháng miệt mài làm việc trong thời kỳ chiến tranh ác liệt. Sau 3 tháng thực tập, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Bách khoa Warsawa. Nói về những đóng góp khoa học của giáo sư Nguyễn Văn Đạo, giáo sư Mitropolsky, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Ukraine nhận xét: "Giáo sư Nguyễn Văn Đạo là một nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới, có công hiến to lớn cho sự phát triển cơ học và toán ứng dụng, đặc biệt trong lý thuyết dao động. Các kết quả nghiên cứu của ông đã làm hình thành tại Hà Nội một trường phái về dao động phi tuyến". Với những đóng góp lớn lao cho khoa học thế giới, giáo sư Nguyễn Văn Đạo vinh dự được Tổng thống Ukraine tặng giải thưởng nhà nước Ukraine năm 1996. Đồng thời, ông được bầu làm viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Tiệp khắc năm 1988, Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới thứ 3 1999, Viện Hàn lâm Khoa học Ukraine năm 2000, Viện Hàn lâm Khoa học Châu Âu năm 2002. Đặc biệt, ông được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho công trình dao động phi tuyến của các hệ động lực năm 2000. Bên cạnh những đóng góp khoa học, giáo sư Nguyễn Văn Đạo còn được mệnh danh là vị giáo sư của sự sáng tạo và sáng lập. Ông là viện trưởng đầu tiên của Viện Cơ học Việt Nam, đồng thời cũng là tổng biên tập đầu tiên của tạp chí Cơ học, chủ tịch sáng lập Hội Cơ học Việt Nam từ đầu những năm 80 của thế kỷ 20. Năm 2002, giáo sư Nguyễn Văn Đạo là chủ tịch sáng lập của Hội Liên lạc với những người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức là cầu nối giữa đồng bào trong nước với kiều bào ở nước ngoài. Ông còn là trưởng ban chỉ đạo của dự án nghiên cứu, tính toán, thiết kế và chế tạo máy bay siêu nhẹ nhằm phục vụ cho nhu cầu du lịch, cứu nạn cứu hộ, sản xuất nông nghiệp của Hội Cơ học Việt Nam. Đồng thời, ông còn là cố vấn cao cấp, đồng chủ tịch Hội đồng Cố vấn Đại học Quốc tế RMIT tại Việt Nam. Sự ra đời, phát triển, vận hành có chất lượng và hiệu quả cao của Đại học Quốc gia Hà Nội trong tiến trình đổi mới cũng là đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tạo và sáng lập của giáo sư Nguyễn Văn Đạo. Sự ra đời của Đại học Quốc gia Hà Nội với những hoạt động mang tính tự chủ cao là kết quả sau bao năm nỗ lực của giáo sư Nguyễn Văn Đạo và các đồng nghiệp vượt rào cản của lối tư duy cũ về giáo dục đại học.
Những công hiến của ông với Đại học Quốc gia Hà Nội trong những năm tháng đầy gian khó có ý nghĩa nền tảng đối với sự phát triển sau này.